Chào các bạn nhé. Thì hôm nay mình lại tiếp tục ra vườn mình đi hái các loại rau củ quả ở trong vườn của mình nha. Đó, thì đây, đây cái dân mướp của mình. Từ bữa nhớ là nó cho mình quá trời lửa rồi. Đó, mình nghĩ chắc lửa này lửa cuối cùng rồi. Nhưng mà mình vẫn còn thấy nhiều cái nhiều trái nhỏ lắm. Nhưng bữa nay mình còn trái nào lần lớn mình đi cắt đây. Trái mướp à. Bự như này nhưng mà nó còn non lắm nha. Trái này nó ngoan ngoèo mình cắt luôn. Nhìn đi trái mướp. Ngoan ngoèo, ngoan ngoèo. Rồi, đi vô đây. Một trái mướp. Đợt này hình như nó cũng hết chất hay sao mà mình thấy mướp nó ngắn lại đây. Chứ hôm bữa từng trái nó dài lắm. Ở trên này có trái này. Nó chết khuất. Mấy trái này là vài bữa nữa là ăn được tiếp. Vô đây. Trái này. Thấy trái này để nè. Mình đang có hai trái bị đau nè. Hai trái bị đau rồi này là khoảng 2 ngày nữa là mình hãy ăn được tiếp. Bị đau nó còn ra trái nhiều lắm nha. Ở đây đứng hoa đứng trái quá trời. Rồi giờ mình vào đây. Mình thì hái đu đủ. Đó, mình có cây đu đủ đây nè. Cây đu đủ này thì ít trái hơn cây đu đủ ở ngoài kia. Nhưng mà trái nó dài mà ruột nó đặc. Có hột. Đó. Giờ mình hái trái này đi. Hái này ra đây là về mình để vài bữa nó chín là ăn được nha. Chứ mình để chín cây thì nó lâu chín lắm. Đó, một trái. Đu đủ. Giờ mình vào đây. Mình hái trái bầu. Đợt bầu của mình đợt này ít trái các bạn ơi. Không, lần trước mình thu hoạch được 6-7 trái gì á. Lần này được có trái à. Đợt này dân bầu không hiệu quả bằng dân bầu trước. Đó, một trái bầu. Rồi, giờ mình ra ngoài này mình đi nhổ rau cải. Bầu, bí, mướp, đu đủ. Giờ qua đây mình đi nhổ cải. Giờ mình đi nhổ cải nhé các bạn. Cái chỗ cải này á, là giờ nó đang bị héo nè. Tại vì dạo này á, trời Sài Gòn á, là không có mưa mà nắng nóng lắm. Mà mình bận mình một ngày mình tưới được có một lần nước à, cho nên nó bị héo rồi. Giờ mình nhổ luôn. Này nắng nóng quá. Héo cây hết rồi. Khô rễ luôn. Tại hôm qua nhổ hôm qua về tưới tưới vôi tưới ít không tưới nhiều. Mấy bữa trước tưới nhiều nước thì không sao, hôm nay tưới ít nước thì nó bị khô cải này cải cải ngọt thì cái này cải thiên mà tại vì mình rải hạt dày quá các bạn cho nên nó lên dày lắm nên lên nhiều cây quá nên là cái cây nó nhỏ hôm bữa mình rải hạt quá trời tại cái hạt cải nhỏ mình biết mình rải mình sờ ra nó không đủ rải hoài cuối cùng đến nó dày quá. Quá trời, bữa nay thu hoạch rau cải với rau dên. Quá trời. Xong rồi, sau về ăn sao cho hết. Cái này cải thia để mai hải đi. Chứ hải vô về ăn được là tía tô. Cải thia cùng ra đấy. Rồi. Hải nhổ hết, bữa nay mình nhổ hết cải cải xanh đấy. À, cải ngọt chứ. À, được một ôm luôn. Rồi, giờ mình đi ra đây mình đi hái rau dền nha. Đó, ở đây mình có cây đu đủ. Cây đu đủ này từ bữa giờ mình thu hoạch được chắc mười mấy trái đó. Giờ trái nó quá trời.
có mấy trái chín đấy, nhưng mà giờ mình chưa thu hoạch đâu, mình để chín cây mình hái luôn. Đó, giờ mình đi thu hoạch rau dền nha. Đó. Trời ơi, cái vạt rau dền của mình này, từ bữa giờ chắc mình hái được mấy chục lần đấy đó, mười mấy lần đấy đó, mà giờ nó vẫn lên. Ôi, cái còng rau dền quá trời bự luôn. Mình cứ cắt 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 này, nó cắt gốc cắt á, xong rồi sau nó đâm nhánh ở dưới gốc á. Nhìn thích ghê, rau dền về ăn nón xeo luôn. Rau dền nó đấm nhánh à, bự quá trời bự luôn. Bên đây này. Trời ơi, mấy cái này là nhánh nó đấm lá mà nó bự vậy á, chứ không phải cây đâu. Nhánh rau dền các bạn, bự cái này mà đừng còn nón lắm. Cái chỗ đấy, cái chỗ đất này nó tốt hay sao á, mà đợt này mình trồng trồng kia lửa rau dền này á, nó ăn được nhiều ghế á. Mình cứ cắt cứ khoảng tuần lại cứ tiếp tục, nó cứ mọc lên một tuần lên, nó cứ mọc lên tiếp. Đây này. Ăn đâu dền chứ tốt lắm à, mát bổ máu. Mấy cái này nó hơi dài da, nó có bông à, ăn không kịp. Trời ơi, mới hái có tí mà được quá trời các bạn. Ở trong này một mét luôn, một mét rau dền. Từ ngày về chắc ăn được hai bữa đó. Giờ mình đi vô đây, mình cắt trái bí đao luôn. Cái giấy bí đao này mình có trái hoài luôn. Đó, giờ có trái nè. Ồ, có con trâu. Trái này nón ngon à. Nên còn trái này. Trái này cỡ khoảng 4-5 ngày là thu hoạch được tiếp. Bí đao với cái bầu bí nó mướp nó lớn nhanh lắm. Đây là thành quả của mình hôm nay ra vườn đây. Đó, đu đủ này, mướp này, bâu này, bí này, cải xanh này, à cải ngọt chứ, rồi rau dền này. Còn đấy là cái luống rau muống của mình này. Hôm bữa mình thu hoạch được một lần này, xong rồi mình bón phấn trôn quế, bữa nay nó lên tiếp à, tốt úng tùm vậy. Công nhận trong rau muống thích thật đấy, dễ thật đấy. Rau, củ quả, rau quá trời rau. Đó, thì cái video của mình đến đây là hết nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.